Bạn nào ở đây là fan của Naruto thì giơ tay, bởi sáng chế ngay sau đây sẽ khiến bạn thỏa mãn lắm cho mà xem. Muốn biết chị Dung Dập đã làm cách nào tạo ra sản phẩm tuyệt cả là vời này thì hãy tiếp tục theo dõi hết video nhé. Nhưng trước tiên Mèo muốn làm một việc quan trọng hơn là gửi lời cảm ơn tới bạn Bùi Thúy Hà, bạn Free Fire và bạn Tí Y. Đây là ba bạn bình luận nhanh nhất trong video hôm qua. Mèo luôn trân trọng tình cảm các bạn dành cho kênh. Bạn nào cũng muốn được nhắc tên trong những video tiếp theo thì đừng quên nhanh tay comment xuống dưới nhé. Tình cảm của các bạn là động lực to lớn giúp Mèo làm ra nhiều video hay và chất lượng hơn nữa. Trước khi thực hiện ý tưởng cáo chín đuôi, chị Dung muốn khởi động bằng một phát minh cũng hay ho chẳng kém. Nói chung là Mèo cũng không dành mấy vụ chế tạo lắm, nhưng có vẻ chị đã dùng tới kha khá các mạch điện. Chị này con gái mà giỏi kỹ thuật quá các bạn nhỉ. Bây giờ thì ai dám bảo chỉ có đàn ông mới biết sửa điện nữa nào. Xem tới đây đã bạn nào đoán được sản phẩm lần này chính xác là gì chưa? Nếu rồi thì nhớ để lại ý kiến dưới phần bình luận xem có đúng không nha. Còn nếu chưa có câu trả lời thì Mèo sẽ bật mí ngay bây giờ đây. Dạo này mức độ ô nhiễm ngày càng tăng, bụi mịn ở khắp mọi nơi. Chị Dung đóng cửa từ sáng đến tối mà trong nhà vẫn đầy bụi. Do đó chị quyết định bắt tay vào tự làm một chiếc máy hút bụi. Có thể thấy hầu hết những nguyên liệu chị dùng đều rất quen thuộc và dễ tìm, chẳng hạn như bìa cắt tông, nắp chai hay keo nến. Phần phức tạp nhất chắc là kết nối mấy cái mạch điện thì chị đã làm xong rồi. Bây giờ chỉ cần lắp ghép mọi thứ lại với nhau là hoàn thành. Tiếp theo, chị sử dụng một hộp nhựa để làm nơi chứa bụi. Tất cả những gì máy hút vào sẽ tập trung tại đây. Nói chung là làm cái này cơ bản là dễ, cứ thực hiện đúng như trong video là được. Chỉ những tấm chiếu chưa trải như Mèo mới không làm được thôi. Ta đa vậy là sau 7749 bước, thành phẩm cuối cùng đã ra lò. Một em robot xinh xinh rất đúng với style của chị Dung. Đã thế lại còn hút bụi rất tốt nữa chứ. Sau màn chế tạo thành công xuất sắc vừa rồi, chị Dung đã cảm thấy bầu không khí nóng lên rất nhiều. Bây giờ chị đang tràn đầy hứng khởi để bắt tay vào công cuộc chế tạo tiếp theo. Không gì khác chính là mô hình Naruto 9 đuôi được nhắc tới ở đầu video. Đầu tiên có thể thấy nguyên liệu chị lựa chọn là gỗ, rất nhiều gỗ. Chỗ gỗ này do chính chị đi vào rừng kiếm về nên chất lượng là ghế vì không phải bàn. Nhờ cây súng bắn đinh mà rất nhanh chóng chiếc khung cơ bản đã ra đời. Chị cho biết làm gì cũng cần có một nền móng thật chất lượng thì sản phẩm cuối cùng mới đẹp được. Với cái khung này chị đảm bảo kết quả sẽ hết nước chấm cho mà xem. Tiếp theo chị đi kiếm về mấy đoạn ống nhựa. Chúng có vai trò vô cùng quan trọng chính là tạo hình phần đuôi của cáo. Việc chị tái chế những vật liệu này cũng góp phần lớn trong việc bảo vệ môi trường. Đây người ta gọi là một công vài ba việc đấy các bạn ạ. Sau đó chị lấy giấy báo vo thành từng cục và nhanh tay xếp lên phần thân. Chị Dung cho biết đây là một trong những phương pháp tạo hình đơn giản nhất. Chỗ nào cần to thì cho nhiều giấy vào, chỗ nào cần bé thì bỏ bớt giấy đi. Tưởng gì chứ cái này Mèo cũng làm được. Vậy là sau khoảng mấy tiếng đồng hồ chúng ta đã nhìn ra hình dáng của một con cáo thực sự. Đặc biệt những bộ phận nhỏ như móng và ngón tay cũng được chị xử lý gọn gàng tinh tế. Làm công việc này ngoài thể trạng tốt cũng rất cần có năng khiếu thẩm mỹ các bạn ạ. Nếu đưa cho người không có cái hoa tay nào như Mèo chắc còn cái nịt. Để phần đuôi trở nên mềm mại và đầy đặn hơn, chị Dung sử dụng xốp phủ thêm bên ngoài. Chị cứ thế miệt mài đến khi trời tối lúc nào không hay. Đúng là được sống hết mình với đam mê nên chẳng thấy chị than mệt gì cả. Tới sáng hôm sau, chỗ bìa các tông được chị ngâm trong nước từ hôm trước đã mềm nhũn ra, cho vào cối xay nhuyễn là đã có thể sử dụng như một loại bột gỗ tự nhiên. Tiếp theo, chị sẽ pha loãng hồ dán với nước và sử dụng để hoàn thiện hình dáng con cáo. Bây giờ thì các bạn đã có thể hình dung được sản phẩm cuối cùng sẽ như nào rồi đúng không? Trong lúc chị Dung đang thực hiện công việc của mình thì để Mèo giới thiệu kỹ hơn cho mọi người làm quen với nhau. Hiện tại công việc chính của chị là chế tạo các sản phẩm tương tự như này, sau đó đem chúng tới các triển lãm trưng bày hoặc đăng lên các sàn thương mại điện tử để giao bán. Số tiền thu về một phần để phục vụ các nhu cầu cá nhân, mặt khác là để chuẩn bị cho những sáng chế tiếp theo. Đấy nói chung là chị làm vì đam mê thôi nên mãi vẫn chưa giàu lên được. Sau màn giới thiệu xương xương vừa rồi thì chị Dung cũng đã hoàn thành bước tạo hình và tới bước tô màu. Lúc này chị lại cần dùng tới các kiến thức pha màu để cho ra đời những màu sắc ưng ý nhất. Về cơ bản con cáo này sẽ có màu cam vô cùng nổi bật, một số chi tiết khác như tai, hàm răng sẽ được nhấn nhá bằng màu trắng và đen, đặc biệt đôi mắt với màu đỏ như máu khiến nó trở nên hung hãn hơn nhiều. Đúng là cửa sổ tâm hồn có khác, thấy chị Dung tâm huyết quá đi thôi. Cuối cùng sau hơn một ngày chật vật, chị Dung Dập cũng đã thành công cho ra lò một mô hình cáo chín đuôi y hệt bản gốc. Từng đường nét đều rất tinh tế và chân thật, Mèo dự đoán sản phẩm này sẽ được giá lắm cho mà xem. Nếu là một fan Naruto chân chính chắc sẽ chẳng ngại chi mạnh tay vào một sáng chế đẹp hết nước chấm như này đâu. Các bạn thấy sao về thành quả hôm nay của chị Dung Dập thì nhớ để lại ý kiến dưới phần bình luận cho Mèo biết với nha. Còn bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu một quy trình mới cũng thú vị không kém. Đối với công việc phục hồi này thì thường được các anh ưa chuộng hơn, và anh Ba Trà Cú là một trong số đó. Sản phẩm lần này anh lựa chọn là một khẩu súng lục ổ quay Webley Mark trong Thế Chiến thứ nhất. Có thể thấy hiện tại em nó đang rỉ sét khá nghiêm trọng, đủ để biết tuổi thọ cũng như độ cổ kính lâu tới mức nào. Vậy anh Ba sẽ làm thế nào để khoác cho em nó một diện mạo mới? Hãy tiếp tục theo dõi để có được câu trả lời nhé. Chính xác thì anh đang sử dụng chất VKD40. Dung dịch này giúp bôi trơn rất tốt, nhờ vậy quá trình tháo rời từng bộ phận của súng cũng trở nên dễ dàng hơn. Đối với anh Ba mà nói, công việc phục hồi đồ vật không chỉ là cần câu cơm mà còn là đam mê lớn nhất đời. Ngày nào mà không được làm anh thấy người ngợm nó ngứa ngáy khó chịu lắm.
cảm tưởng như người nghiện mà thiếu thuốc ấy. Nghe hơi tệ nạn nhưng đó là sự thật. Còn cứ mỗi lần được đắm mình vào quá trình này, anh lại thấy tâm hồn nhẹ nhàng thư thái, bởi lúc đó anh có thể quên đi mọi thứ và chỉ tập trung vào công việc của mình mà thôi. Mải buôn dưa lê bán dưa chuột quay ra, anh đã thành công tháo được phần ổ xoay. Tiếp theo là tới phần cò súng. Dành cho bạn nào chưa biết thì lý do cái tên súng lục ra đời là vì chúng có thể chứa ít nhất 6 viên đạn. Ngoài ra đây là loại súng cá nhân dùng để tấn công ở tầm gần. Đặc biệt do tính thông dụng trong tiếng Việt nên từ súng lục cũng thường được dùng để chỉ các loại súng ngắn. Bởi đó là loại súng ngắn phổ biến nhất thời thuộc địa của nước ta. Quay trở lại với công việc chính thì phần cò súng này có vẻ dễ xử lý hơn phần ổ xoay, bởi nó ít bộ phận và chỉ cần tháo hết các ốc ra là được. Bây giờ tháo ra thì thế thôi, chứ tí nữa lắp vào lại là một câu chuyện khác. Hy vọng anh ba trà cú sẽ không làm chúng ta thất vọng. Nói thế thôi chứ mèo tin tưởng 100% vào khả năng của anh này. Ngày nào cũng chơi đùa với súng, anh không thể không biết cách lắp được. À đây rồi, lâu lắm mèo mới thấy lại cái máy phun cắt áp suất cao. Hiệu quả của cái máy này là ghế vì không phải bàn. Đầu máy đi tới đâu là phần dỉ sét bay sạch tới ấy. Dần lộ ra là một màu trắng sáng như ngọc trinh. Anh ba cứ thế miệt mài xử lý từng bộ phận cho dù là nhỏ nhất, bởi ngoài kim loại, cái máy này có thể tẩy trắng bất cứ chất liệu nào mà anh mong muốn. Không mất quá nhiều thời gian, cuối cùng tất cả bộ phận của súng đã được anh khoác lên cho một diện mạo mới. Ai không biết lại tưởng anh ba vừa đi chợ mua về ấy chứ. Tuy nhiên chưa thể dừng lại ở bước này được vì bề mặt của súng còn đang khá gồ ghề. Đây là điều không thể tránh khỏi đối với những vật dụng đã cũ. May mà hôm nay em nó gặp phải thiên tài ba trà cú đấy nhé. Đã làm thì phải làm cho chót. Các bạn cứ yên tâm, thành phẩm cuối cùng sẽ đẹp nhức nách cho mà xem. Rất nhanh chóng anh ba vừa pha được một hỗn hợp dầu lanh và đun nóng nó lên. Chất này có tác dụng giúp kim loại trở nên đanh và bền hơn, từ đó kéo dài tuổi thọ. Tiếp sau đó chúng lại được anh đem đi ngâm với chất tẩy WD-40 trong 24 giờ. Thế mới thấy để phục hồi được một sản phẩm anh ba cũng tốn không ít thời gian đâu. Bây giờ anh ba sẽ tiến hành vệ sinh lại các bộ phận bằng giấy khô. Có thể thấy phía trong vẫn còn dỉ sét một chút, nhưng với bàn tay tài hoa anh tin rằng mình làm được. Đối với những bộ phận cần bôi trơn, anh ba sử dụng loại sáp chuyên dụng có màu vàng. Nghe bảo loại này là xịn sò con bò nhất thế giới, phải là người trong ngành thì mới mua được. Đến khi cảm thấy mọi thứ đã ổn áp, anh nhanh nhẹn lắp từng phần của súng lại như ban đầu. Nhìn cái đôi bàn tay thoăn thoắt là biết dân chuyên rồi. Có bạn nào ở đây hiểu về cấu tạo của súng thì cho mèo hỏi anh ba có đang lắp đúng trình tự không. Mèo hỏi cho chắc thôi ấy mà, chứ không có ý nghi ngờ khả năng của thần đồng ba trà cú đâu. Nói gì thì nói, vẫn phải công nhận anh này có trí nhớ siêu phàm thật. Anh phải biết được từng vị trí nào dùng con ốc nào. Làm công việc này sai một ly là đi vài dặm luôn. Vậy là phần cò súng đã xong, anh sẽ để nó qua một bên để xử lý tiếp phần thân súng. Lắp tới đâu anh cũng bôi thêm một lớp sáp bôi trơn đến ấy. Không chỉ giúp quá trình diễn ra dễ dàng hơn mà giúp khi sử dụng súng được trơn tru hơn. À đấy, nhắc mới nhớ, có bạn nào thắc mắc giống mèo là khẩu súng sau khi lắp có dùng được nữa không? Chứ mèo thì thấy vẻ ngoài ổn lòi lìa rồi, quan trọng là nội thất bên trong thế nào thôi. Trước khi đưa ra câu trả lời, anh ba trà cú muốn kiểm tra lại một lần nữa. May mà súng đã hoạt động vô cùng mượt mà đúng như mong muốn, thậm chí ổ xoay còn quay được như trong chóng luôn. Ở bước cuối cùng anh không quên nhỏ thêm chất bôi trơn vào những vị trí có khớp xoay. Không biết ở nhà bố mẹ nhờ cái gì có tâm huyết thế không mà sao bây giờ anh chu đáo quá. Cứ tưởng thế là sản phẩm hôm nay đã hoàn thành, nhưng các bạn có thấy thiếu cái gì không? Chính xác thì đó là phần tay cầm. Chúng được làm bằng gỗ nên anh phải đem xử lý riêng và lắp lại cuối cùng. May mà hiện tại cũng chưa hư hỏng gì nhiều nên có thể tái sử dụng luôn. Mà kể cả có phải thay mới, anh ba trà cú cũng không thành vấn đề. Còn bây giờ giây phút mong chờ nhất đã tới. Nghe tiếng đoảng chắc các bạn cũng có cho mình câu trả lời thỏa đáng rồi. Sau khi phục hồi, khẩu súng vẫn hoạt động ngon lành cành đào. Hy vọng anh ba trà cú sẽ sử dụng nó cho những mục đích cao đẹp, chứ lại mang đi để bắn vào tim em thì cũng nhức nhức cái đầu lắm. Các bạn thấy sao về chuyến hành trình vừa rồi và có thích khẩu súng lục của anh ba không? Nhớ để lại ý kiến dưới phần bình luận cho mèo biết với nhé. Sau màn lột xác thành công mỹ mãn, anh ba cảm thấy nhiệt huyết của mình dâng trào hơn bao giờ hết. Đó cũng là lý do anh đang có mặt tại siêu thị để mua một số vật dụng chuẩn bị cho kế hoạch chế tạo tiếp theo. Mèo nhìn xương xương thì thấy có cây búa, thế nhưng anh ba lại không ngần ngại đóng em nó lên khuôn và khoan một lỗ lớn lên đầu. Khám không được thì mình phá, nên phần tay cầm búa vừa bị anh tháo ra một cách không thương tiếc. Thậm chí anh còn đặt phần đầu búa vào lò nung ở nhiệt độ hơn 1000 độ C. Điều này giúp búa mềm hơn và dễ gia công. Bằng chứng là anh mới dùng rũa đi vài đường mà bề mặt búa đã sáng bóng rồi. Đối với phần lỗ in tên thương hiệu, anh dự định lấp đầy nó bằng kim loại lỏng. Bởi sau khi quá trình kết thúc, đây sẽ là cây búa phiên bản giới hạn mang thương hiệu ba trà cú chứ không như trước đó nữa. Lấp đầy quá thì kiểu gì cũng bị lồi, nên bước mài nhẵn là không thể bỏ qua. Nguyên liệu thứ hai anh mua được sau buổi shopping sáng nay là dây kẽm. Anh cuốn nó thành một đoạn dài tiện cho việc sử dụng. Thêm một lần nữa, đầu búa lại được anh bỏ lò. Trong lúc chờ nó nóng, anh tranh thủ đi đổ dung dịch dầu lanh ra khuôn và dùng máy khò cho thật sôi. Tới khi nào đạt khoảng 81 độ C là đạt yêu cầu, anh nhanh chóng sử dụng dây kẽm lấy đầu búa ra và nhúng nó vào dung dịch dầu lanh.
Bước tiếp theo dùng máy mài đi vài đường là có ngay một khối kim loại nhẵn nhụi mịn màng, tích cực quay tay thì vận may sẽ tới, chờ mãi anh mới lại được làm công việc yêu thích nhất. Dĩ nhiên không thể thiếu bước đánh bóng giúp tăng tính thẩm mỹ cho sản phẩm. Đối với một người chuyên nghiệp như anh ba thì đã có sẵn một chiếc máy đánh bóng ở nhà, ngoài ra còn có hai miếng hợp chất đánh bóng chuyên dụng, bôi chúng lên máy giúp quá trình đạt hiệu quả cao hơn. Bây giờ đây mới là bước anh tâm đắc nhất từ đầu tới giờ, đó chính là Flex dàn máy in 3D trị giá hàng trăm triệu đô mà anh vừa tậu được. Cứ thích hình gì thì ấn chọn xong Enter là xong. Vậy là phần đầu búa khiến anh tương đối hài lòng rồi. Nhưng mà búa thì không thể nào thiếu tay cầm. May mà trước đó anh đã chuẩn bị sẵn mấy cái, cứ ướm xem cái nào vừa thì dùng. Đối với bước lắp đầu búa vào tay cầm thì không quá phức tạp. Nó chủ yếu đòi hỏi sự cẩn thận và chỉn chu. Đặc biệt phải lắp thật chặt và khít để tới khi sử dụng đầu búa không bị rơi ra khỏi cán. Nếu không sẽ cực kỳ nguy hiểm cho người dùng. Chắc cú nhất là anh cứ đóng thêm miếng gỗ nữa vào giữa cán. Vừa làm điểm nhấn mà cũng giúp lấp đầy các khe hở. Ta đa vậy là thành phẩm cuối cùng cũng ra lò. Anh ba cực kỳ tâm huyết với cây búa lần này, thậm chí anh có thể ngồi ngắm nhìn nó cả ngày mà không biết chán. Còn các bạn thấy sao? Có cảm nhận gì đối với phát minh hôm nay thì nhớ để lại ý kiến dưới phần bình luận cho Mèo biết với nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đồng hành cùng Mèo Ú suốt thời gian qua. Đừng quên tiếp tục ủng hộ Mèo Ú trong thời gian tới nhé. Mèo Ú yêu tất cả các bạn.